Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Hoa Nhà Duyên. Hôm nay thì nhà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm một lẵng hoa cực xinh luôn, mix cùng hoa bảy lớp và các lẵng hoa cao cấp. Bây giờ thì cùng làm với mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ cắm một số hoa bảy lớp xen kẽ với nhau để mình định hình được cái form hoa đó các bạn. Ở đây thì mình có cắm là một số cành, mình có cắm luôn lá hồng vô để cho chút xíu nữa thì mình sẽ tiết kiệm được cái phần cành mà cắm lá hồng riêng nha các bạn. Đối với cái chậu hoa này thì mình sử dụng tấm xốp màu trắng, xốp thùng nha các bạn. Sau đó thì mình cắt thành từng tấm tròn theo đúng như cái form của cái hộp hoa và mình sẽ để vào vừa hộp hoa ha. Các bạn nhớ là dán keo vô để cho tấm xốp và hộp hoa nó có thể dính chặt vào nhau ha.